khẩu trang lên. Rồi. Wow, sao biển nha cả nhà. Rồi, sao biển nha các bạn. Rồi, để coi mình bóc ra được bé đang bóc gì nữa nè. Wow, cái gì vậy? Wow, xe lửa luôn nha các bạn. Còn gì nữa ta? Đây, thử rồi. Rồi, còn gì nữa trong đây nữa? À, đó, khoa báo đó nha. What? Wow, chiếc xe Ben bự chà bá luôn. Đấy. Đâu? Đấy. Rồi, còn gì nữa ta thử rồi. What? Cái gì vậy? Hả? À, thì ra là vậy. À, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục là bạn đang tiếp tục rồi. Còn gì nữa không? Tiếp tục rồi. Ơi. Wow. À, à, bạn đã thấy phát hiện ra đồ vật gì kìa. À, thì ra là con cua. Con cua luôn nha. Tiếp rồi. Gì nữa nè. À, coi ơi. À, bạn ấy phát hiện đồ vật nữa rồi. Cái gì ta? À, một con sao biển. Rồi, còn gì nữa ta thử ơi, còn gì nữa? Còn gì nữa không? À, bạn ấy đã phát hiện ra rồi nè, nè các bạn. Nè thấy không? Mà hoàng hoàng mấy con gì nè. Đó, bạn ấy đang bạn đang đang đào nè. Đó, đó, bưới ra luôn. Wow, wow. Con gì bự dữ vậy ta? À, thì ra là con cá nha các bạn. Một con nữa nè. Con gì vậy? Con gì vậy? Con gì vậy? Đó đó, cho các bạn coi con gì vậy? Con kim, con kim, con kim, con kim. Rồi, à, đây đây đây, dấu hiệu màu đỏ là có luôn nè các bạn. Cái gì vậy? À, con cá ngựa, cá ngựa. Đây là gì? À, đây là con. Cái gì ra? À, đây là cái túi nước. Coi còn gì nữa không? Còn gì nữa không? À, bươi bươi cát này. Rồi, chắc hết rồi, hết rồi.